thầy, cô, các anh, chị và các bạn, mình tên là Lê Huỳnh Anh Thư, biên đội trưởng, biên đội trường trung học cơ sở Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre, nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 1890, ngày 19 tháng 5 năm 2020, Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, người chiến sĩ tiên phong, mẫu mực của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của người là bản anh hùng ca về chủ nghĩa yêu nước, tinh thần tận tụy, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân, vì hòa bình, phát triển và tiến bộ của nhân loại. Tư tưởng, đạo đức và phong cách của người là tài sản vô cùng quý báu của toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta, mãi là niềm tự hào, nguồn cổ vũ to lớn đối với các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau, là ánh sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam, dẫn dắt đảng ta, dân tộc ta giành được thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sinh thời, dù bận tâm không nhàn việc, nhưng Bác vẫn dành thời gian và vô vàn tình cảm của người để quan tâm đến thế hệ măng non, vì chính thế hệ này sẽ là những chủ nhân tương lai của đất nước. Bác đã để lại 5 điều dạy quý báu cho thiếu nhi, đó là: Điều 1. Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào. Điều 2. Học tập tốt, lao động tốt. Điều 3. Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt. Điều 4. Giữ gìn vệ sinh thật tốt. Điều 5. Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Từ đó đến nay, thiếu nhi cả nước lấy 5 điều Bác Hồ dạy làm mục tiêu phấn đấu, rèn luyện. Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, huyện Mỏ Cày Bắc cũng đã cụ thể thành phong trào thiếu nhi Mỏ Cày Bắc thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy với mô hình vườn hoa làm theo lời Bác. Qua đó đã có nhiều bông hoa tươi thắm trong vườn hoa làm theo lời Bác của liên đội. Sống trong những ngày tháng năm này, chúng em lại nhớ về người, vị cha già kính yêu của dân tộc. Và trong bài sinh hoạt chuyên đề Bác Hồ với thiếu nhi với Bác Hồ, hôm nay mình xin giới thiệu về mô hình vườn hoa làm theo lời Bác tại liên đội trung học cơ sở Nhuận Phú Tân như sau: thực hiện chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi của hội đồng đội huyện Mỏ Cày Bắc, liên đội đã tham mưu chi đội, ban giám hiệu nhà trường phối hợp với giáo viên, các bộ phận trong nhà trường để triển khai thực hiện nghiêm túc mô hình vườn hoa làm theo lời Bác. Vào đầu năm học, thầy tổng phụ trách đội đã triển khai các nội dung trong phong trào thiếu nhi Mỏ Cày Bắc thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy và hướng dẫn đăng ký thực hiện cho toàn liên đội. Sau đó tại chi đội, mỗi bạn đội viên thiếu nhi sẽ đăng ký những việc làm cụ thể theo 5 điều Bác Hồ dạy mà bản thân cần phấn đấu, như đi học đúng giờ, chăm ngoan, đoàn kết, học thuộc bài, trả lại của rơi cho người đánh mất, dũng sĩ điểm bồi, vân vân. Mỗi việc làm theo được các bạn đội viên thiếu nhi thể hiện vào một bông hoa và tập hợp lại thành một vườn hoa làm theo lời Bác chung của chi đội và được trang trí ở một góc của lớp học. Hằng ngày, các bạn trong ban chỉ huy chi đội cùng thầy cô chủ nhiệm lớp theo dõi, nhắc nhở mỗi bạn trong chi đội phải rèn luyện thực hiện theo việc làm đã đăng ký. Cách làm này giúp các bạn dễ nhớ, dễ làm và hiệu quả cao. Định kỳ hàng tuần, chi đội sẽ tuyên dương gương đội viên thiếu nhi tiêu biểu nhất thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, và sau đó các gương đội viên thiếu nhi tiêu biểu sẽ được liên đội tuyên dương vào tiết sinh hoạt dưới cờ sinh hoạt toàn liên đội. Ở liên đội, các bông hoa tươi thắm này sẽ tạo thành vườn hoa làm theo lời Bác của toàn liên đội. Qua quá trình phát động và thực hiện, các bạn đội viên thiếu nhi của toàn liên đội đã phấn khởi, chủ động lựa chọn việc đăng ký rèn luyện và làm tốt những việc làm đã đăng ký. Theo đó, mỗi chi đội đều có một vườn hoa làm theo lời Bác, đảm bảo 100% đội viên thiếu nhi của chi đội đều đăng ký thực hiện. Đến nay, liên đội đã có 429 bông hoa tươi thắm trong vườn hoa làm theo lời Bác, là gương các bạn thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy và cháu ngoan Bác Hồ các cấp. Bài giới thiệu mô hình vườn hoa làm theo lời Bác của liên đội trường trung học cơ sở Nhuận Phú Tân đến đây là hết. Em xin kính chúc quý thầy, cô, các anh, chị và các bạn luôn mạnh khỏe. Chúc liên đội trung học cơ sở Nhuận Phú Tân ngày càng có nhiều bông hoa tươi thắm để tô thắm thêm cho vườn hoa làm theo lời Bác của liên đội. Em xin cảm ơn và trân trọng kính chào.